công nhân đường sắt tại Tây Ban Nha đình công, tin từ Madrid. Công nhân ngành đường sắt của Tây Ban Nha đang đình công để phản đối chương trình tư hữu hóa đường sắt trong nước và những biện pháp kiểm ước của chính phủ. Cuộc đình công do hai nghiệp đoàn UGT và CCOO kêu gọi, nhưng ảnh hưởng tại nhà ga Etihad của thủ đô Madrid có giới hạn vì chính phủ tuyên bố duy trì dịch vụ các chuyến tàu đi xa 73% và 75% cho các chuyến tàu đi gần. Nhiều người đi làm đã chọn phương tiện giao thông khác, ngại ngùng đứng xếp hàng chờ đợi lâu tại các nhà ga. Công nhân tại Madrid và Barcelona đã tham gia vào cuộc biểu tình. Một hành khách nói, chính phủ tư hữu hóa ngành đường sắt là một quyết định không đúng, bà ta ủng hộ cuộc đình công. Các nghiệp đoàn nói, chính phủ tư hữu hóa ngành đường sắt đang do công ty quốc doanh Renfe Operadora điều hành sẽ làm mất sự an toàn và chất lượng phục vụ khách hàng, đe dọa làm mất khoảng 100.000 công việc làm. Bà Lorena Martin là một đại diện của nghiệp đoàn UGT, nói chính phủ đã không có sự thương lượng nào với nghiệp đoàn. Theo luật mới, việc làm của công nhân không được bảo đảm, có thể bị sa thải bất cứ lúc nào. Trong tháng 2, chính phủ đã cắt giảm lương, bãi bỏ quyền thương lượng tập thể, cho chủ nhân có nhiều quyền hành hơn nhằm thúc đẩy thị trường lao động, trong lúc nạn thất nghiệp đang lên mức cao nhất ở châu Âu. Trong tháng 7, chính phủ công bố chương trình kiểm ước 56.4 tỷ euro để cắt giảm khiếm ngạch. Công chức sẽ gánh phần lớn gánh nặng cắt giảm, từ giảm lương cho tới giảm công việc làm. Sáng nay, khoảng 35% tàu điện ngầm ở Madrid vẫn còn hoạt động. Theo luật mới, các công nhân làm việc dưới mặt đất bị giảm lương 7%. Công nhân sẽ tập trung tới nhà ga Atocha vào lúc 16h30 phút theo giờ quốc tế để biểu tình. Các công nhân đô thị sẽ đình công 2 ngày trong tháng 9 và 1 ngày trong tháng 10.